Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại có trên màn hình nha, 0448 80 843. Rồi, theo dõi kênh của em thì bấm vô nút đăng ký kênh, bấm vô biểu tượng cái chuông nè để được thông báo mấy cái video mới. Nay về mấy món đồ sau đây mọi người. Có cây máy bắn vít Makita 10V8. Cái body nha mọi người, body với cái vòi tưới cây rồi nè. Vòi tưới cây này của thị trường châu Âu ha, à, của Phần Lan sản xuất nè, mới đi Phần Lan. Mới chưa sử dụng luôn. Rồi cái kéo cắt ton của MMC như mới. Rồi video hôm nay là mã số là 154 nha mọi người. Này, ví dụ như con số 1 thì mọi người sẽ nhấn là 154.1 hoặc 1541 cũng được, để nó không bị nhầm lẫn với cái video trước nha mọi người. Mọi người đừng nhấn số 1 hay số 2 hay 3 4 rồi. Như vậy không biết là cái video của cái video nào luôn á. Nhớ nhấn giùm em cái mã là 154 nữa nha mọi người. Cho video hôm nay. Rồi đầu tiên cái cây vòi tưới cây. Cái này nó thiết kế cái mấy cái béc này nó cái vòi sen nè, nó rất là mịn luôn nha. Test cho vô nước rồi nó rất là mịn. Phù hợp tới bonsai nha, mini này kia đó. Đây của Nhật sản xuất. Bằng inox. Còn rất là đẹp luôn, như mới nha mọi người. Và ngon bên trong này. Inox, cái lưới này bằng inox nên xài rất là bền luôn. Rồi cái vòi này dài là 33 cm nha. Cái đầu này nó côn, dẫn côn là mọi người vô ống nó rất dễ. Ống từ ống nhỏ đến lớn ha, đút vô là nó cứng. Còn sợ lỏng nữa mọi người vút cái cổ dê vô nữa là bao cứng luôn. Rồi, ống này nhỏ cỡ 15. Đó 15 mm. Lên đến 20 khoảng 21 ha. Ống này ống 21. Nó tù xuống 15 mm mọi người. Rồi mã số 1 đây, 300.000. Tiếp theo về một cây kéo tỉa của Nhật, đây thương hiệu 165 mm, chiều dài của nó đó. Mới chưa sử dụng mà còn nguyên bao luôn. Này em tỉa thử, lấy ra bấm thử mấy cái nó dính cái mũ qua cây mọi người, chứ cây này là bệnh nó chưa sử dụng nè, còn nguyên bao. Rất là nhỏ, phù hợp làm cây cây mini, siêu mini luôn mọi người, bonsai á. Đây, nhấp rất là dễ luôn, thiết kế cũng đẹp nè, nó thiết kế rất là đẹp. Nó còn cái lớp keo bọc cái thép mới đó. Nó có một cái lớp keo mỏng phủ lên để cho nó bền mọi người. Đây kích thước nó nè, 165, đúng là 16.5 cm. Này nó rơi vào khoảng đó ha, chứ nó để hồng số vậy chứ nó đâu có chính xác 100% mọi người. Này nó lên tới 16.8 mm luôn. Đó. Cho nên mấy hàng các cành này kia, ví dụ như có cây em nói là 10 20
nó xây xích xíu 19 chín mấy á, có mấy bác khó tính lại nói là không đúng. Rồi. Đây cái kéo tỉa bonsai 165 mm. Đây hãng nó để còn không chính xác luôn, nó để hay nhắm chừng cái số thôi, kích thước đó thôi, chứ đâu phải đồ cơ khí đâu mà phải chính xác từng mili luôn. Rồi mã số 2 nha, 550 nha. Đây cái đầu chuyển chuyên dùng cho mũi vít, xài cho máy bu lông nha mọi người. Đây bu lông 1 phần 2 thông dụng. Đầu này rất là ít gặp luôn, của Top. Đây Top Japan bên sản xuất. Cái này nó chưa xài đâu mọi người, tại vì nó dính miếng nước á. Nó để dính nước á nên nó bị nó xấu xấu tí nè. Đó. Nè, chưa xài gì hết. Mới tin nó còn nguyên cái cốt bên trong mọi người. Cốt để gắn vô mấy máy Nhật á, máy Nhật nó xài cốt xiên này nha. Máy bu lông của Nhật mà xài cốt xiên này. Còn xài bi mình vẫn xài bình thường. Nè, cắm vô xài thôi. Bỏ cái này đi. Là xài bi. Xài bi tự động. Gài vô xài. Còn Nhật mình xài mình gắn cái cốt này vô. Xuyên qua cái đầu bu lông. Rồi gắn cái con này lại. Rồi xài. Đầu này là cắm mũi vít nè mọi người. Đây cái mũi vít 6 ly thông dụng mọi người gắn máy bắn vít thường xài nè. Cũng vô đây. Đó. Chuyển từ máy bu lông ra vít xài bắn vít đó, con bi gài nè, bi gài dính nè. Rồi mới chưa sử dụng, kích thước nó nè khoảng 5 cm. Rồi đầu chuyển này có mã là số 3 nha mọi người, 154.3 ha, giá là 250 nè. Tiếp theo về cái máy dò, đây là dò gì không biết nữa, không biết sử dụng sao mà bấm nó lên đèn mọi người. Dịch ra này nó để là dò kim loại gì đó, đến lấy kim loại dò thử. Hay ví dụ như cái này bằng sắt này. Đây như dò vô nó chớp chớp cái mũi tên nó là nó báo hiệu có kim loại mọi người, có sắt, có đinh rồi. Này mọi người ứng dụng vô cái dò mấy cái đồ gỗ ha. Xài làm mộc rồi. Sợ bị cắt trúng đinh này kia mình lấy làm dò. Đó. Mà như cái này pin nó bị yếu mọi người. Đây cục pin này hàng của Nhật luôn. Mọi người giờ hai cái cục pin này nha. Pin này nó bị yếu rồi. Nên nó hiển thị cái đèn đỏ đỏ này nữa nè. Cái đèn này như là báo pin nè mọi người. Nó yếu rồi. Mày hai pin ha, hai pin mới 9V pin nó xài là pin 9V. Đấy, còn khá đẹp, có nguyên cái bao luôn. Rồi mã là số 4 nha. 450 nha. 154.4 ha. Rồi tiếp theo cái body máy bắn vít nè. Mã là DF30D. 10V8. Hàng bãi Nhật nha. Còn khá là cứng cáp, đẹp, chạy ok, điều tốc ok hết, tốc độ 1, 2 nè, bắn vít nha.
Đây bắn vít. Điều chỉnh bắn vít nè mọi người, điều chỉnh lực á. Này body nha, không có pin sạc gì hết. Chạy ok nha mọi người, test ok hết rồi. Kích thước cái này rất là nhỏ gọn. Đây. Bắn mấy đồ nhẹ ha, mở ốc vít này kia, dàn áo xe máy rồi ok lắm. Chuyên mở ốc vít mấy đồ vậy luôn. Hoặc là mấy đồ điện tử, mấy đồ nhựa nó sẽ mở rất là ok. Rồi mã là số 5. 154.5 nha, 650 nha. Tặng được tặng cái mũi vít của Nhật luôn nè. Mũi qua và sale BF2. Rồi, tiếp theo cây về được cây MMC Japan Capton. Cây còn như mới nha, chưa xài đâu. Cây này mới nó rơi vào khoảng gấp đôi giá này nha mọi người. Đây, giá 500 ngàn, mã số 6. Hai 4 cm rồi. Lưỡi 4. Cái này nó có trợ lực nha mọi người, đây nó trợ lực. Thiết kế của nó là trợ lực. Cắt rất là nhẹ. Rồi mã số 6 ha, 500 ngàn. Tiếp theo là cây cắt kẽm bonsai. Lưỡi này cắt dài luôn, lưỡi còn đẹp. Đây. Lưỡi còn đẹp mọi người, còn nguyên chưa mẻ gì hết. Size này là 21. Đây dây nhôm nè, dây nhôm 5 ly. Đó, cắt cọc cọc luôn. Rồi mã là số 7. 400 ngàn mọi người. Rồi tiếp theo là cho mấy bác nào xài xe đạp của Nhật ha. Cái cặp pedal rất là độc. Trung hàng xịn Japan. Đặc biệt nó có thể là gấp lại nè. Đó mọi người, cắt xe đạp gấp nó lại nha. Đó xếp nó lên này nó gọn lại nè. Gọn cái xe mình lại. Bung ra chạy. Gấp lại nè. Đó, gấp được hai hướng luôn. Mặt đạn còn chân chu nha, không có bị rơi. Chân chu lắm. Ok. Nhôm, thiết kế nó là bằng nhôm rất là nhẹ. Cái này nó làm sẵn cái mũi để mình đạp, mũi để dài. Không bị trượt chân khi mà chạy mọi người. Đây, kích thước. Rồi cái cốt ốc này là 14 mm nè. Thông dụng mấy xe bình thường nha mọi người, 14 mm. Đúng một cặp luôn. Rồi mã là số 8. 600 ngàn cặp này nha mọi người. Đây, 600 ngàn. Rồi tiếp theo cái dòi tưới cây. Nó có nhiều chức năng nha, 4 chức năng, 4 loại điều chỉnh nè, điều chỉnh cái tia nước. Lại cái này nó có thể gật gù được. Đó. Xoay. Nhiều tư thế để mình chỉnh để tưới. Này 4 tia nè, điều chỉnh nè. 4 ngọt. Nó phun nó bằng nhựa. Đây gắn ống nước rất là dễ luôn. Mở này ra luôn cái ống qua đây ha. Rồi cái vô cái này. Vô lọt trên trong này. Cái xiết cái này lại là nó cứng. Rồi nói nhanh luôn.
này gọi là cúc cúc nó nhanh nó nước. Ống 15 ly đây nha, sử dụng ống 15 ly. Nè, đúng đó là sử dụng ống 15 ly. Còn lớn hơn hay nhỏ hơn thì mình chế ha. Đây, giòi này mình tháo ra được nè. Nói nhanh nha mọi người, này vô ống đây rồi mình gài vô này nhanh. Cái này của Phần Lan sản xuất. Cái này của thị trường châu Âu. Phần Lan. Mới lên Phần Lan. Đó. Rồi mã là số 9, 300 ngàn. Tiếp theo là cộng dây cáp để khóa cái laptop nha mọi người. Đây là cái gọi là ổ khóa laptop. Đây, cho laptop mình nó sẽ có cái khe này nè, khe để gắn ổ khóa nè. Rồi mọi người luồn vô cột điện, cột gì, cột bàn gì đó. Xong rồi cái gắn này vô cái laptop. Bấm nút cái và nó khóa. À, nó bung càng ra nè, nó khóa lại nha. Rồi mở đó, khép lại rồi rút ra. Dây này dài độ khoảng 1m8 nha mọi người, 1m8 á. Dây cáp khá là dày luôn, dây cáp khóa cái laptop mà nó rất là dày nè, cáp là dày to. Rồi mã là số 10 nha, 154.10 nha, giá 200 ngàn. Rồi đây là món cuối cùng rồi, em kết thúc video đây mọi người, hẹn gặp trong video tiếp theo. Cảm ơn mọi người.